đoạn cái tâm luân hồi này như thế nào? Đặt cái tâm của A-di-đà Phật ở chính giữa tâm mình. Hết thảy các tạp niệm khác đều chứt bỏ. Tâm luân hồi sẽ chẳng còn. Tâm quý vị sẽ là tâm A-di-đà Phật. Vì thế, đối với khóa tụng sáng tối của các đồng học tịnh tông chúng ta, trong khóa sáng, chúng ta chưa thể niệm toàn bộ Kinh Vô Lượng Thọ. Tôi khuyên mọi người, trong khóa sáng hãy niệm phẩm thứ sáu, tức phần 48 nguyện. Phải đem bổn nguyện của A-di-đà Phật biến thành bổn nguyện của chính mình. Ta và A-di-đà Phật đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh. Há còn chẳng thể giảng sanh ư? Chắc chắn giảng sanh. Khóa tối, chúng ta chọn từ phẩm 32 tới phẩm 37 nhằm sám trừ nghiệp chướng. Đoạn chinh văn này giảng gì? Giảng ngũ giới, thập thiện, dùng tiêu chuẩn này để tu chỉnh khởi tâm động niệm ngôn ngữ hành vi tạo tác của chúng ta phải thực sự hành thập thiện phải thực sự đoạn bất thiện đọc hàng ngày đọc hàng ngày giảng hàng ngày quý vị nói có phải là sung sướng hạnh phúc lắm hay không chẳng phải là giảng cho người khác nghe mà là giảng cho chính mình nghe người khác là bàn thính chính mình thật sự học mỗi ngày nâng cao cảnh giới và đức hạnh của chính mình tăng trưởng trí huệ của chính mình. Trong thế gian này, còn có chuyện gì tốt đẹp hơn chuyện này? Thật sự thông đạo đạt lý. Thật sự hiểu rõ. Tự nhiên quý vị có thể buông xuống buồn xa bà khổ sở xuống, đạt được cực lạc sung sướng. Thật tâm cầu sanh cực lạc, chẳng giả. Ký sanh tính nguyện, cánh trì danh hiệu, điện đắc độ thoát. Chân tính, vì sao người niệm phật chẳng thể giảng sanh lòng tin chẳng đủ người ấy hoài nghi vì sao hoài nghi liễu giải lý sự chưa đủ thấu triệt vì sao đức phật giảng kinh thuyết pháp mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp nhằm mục đích giúp mọi người đoạn nghi sanh tính nếu là chân tính sẽ có thể chẳng cần nghe kinh mà cũng có thể chẳng cần niệm kinh phải hiểu đức phật giảng kinh nhằm mục đích giúp chúng ta đoạn nghi rồi mới sanh tính Sau khi đoạn nghi sanh tính, quý vị thật sự phát nguyện, hiểu luân hồi thật sự khổ sở, chẳng thể luân hồi nữa. Trong dĩ vãng đã luân hồi nhiều như vậy, chẳng có cách nào tính toán số năm, luận tính số kiếp sẽ là vô lượng kiếp khổ không thể nói nổi. Nay đã hiểu rõ, minh bạch rồi. Ngày hôm nay đã gặp cơ hội này, nhất định có thể thoát ra nương theo pháp môn này sẽ thật sự có thể vượt thoát. Chẳng dễ gì gặp được dịp này. Cư sĩ Bành Tế, Tế vào đời Thanh vào đời Thanh trước kia đã nói, Hy hữu nang phùng chi nhất nhật, hay như trong phần trước đã nói, Vô lượng kiếp lai, hy hữu nang phùng. Ngày hôm nay quý vị đã gặp, nếu có thể nắm chắc, sẽ thành Phật ngay ngày hôm nay. Tiện đắc độ thoát. Độ thoát là vĩnh viễn thoát ly mười pháp giới. Không chỉ là lục đạo, mà là thoát ly mười pháp giới. Thế giới cực lạc không thuộc trong mười pháp giới. Hoành siêu mà.